Bao nhiêu mét rồi chú? Đổ được bao nhiêu mét rồi? Được xa chưa? Được xa xa chưa? Rồi. Ồn quá không nghe thấy luôn.
sau một hồi thì bà con cũng đang nghỉ ngơi. Hơi mệt anh nhỉ. Trong này thì rất là nắng và nóng luôn. Còn bên này là đường chở bột đá vào. Đi toàn sâu rồi. Bây giờ Cường sẽ xuống dưới này quay cho tất cả các bạn xem chỗ để xúc cái bột đây này. Bột đá nha mọi người nhé. Ở tận dưới kia cơ, gần nhà A Sử nhé. Bên dưới này là nhà A Sử nhé mọi người nhé. Đằng sau thì ở cái đoạn trên này này là đoạn đang làm đường. Còn giờ Cường sẽ quay ra bên này để cho các bạn xem chỗ lịch sỏi bột đá. Ở trên Cường không có bột đá nhiều nên Cường không quen, toàn cát với sỏi rồi ở trên Cường ấy. Chở hai bác suy lên luôn về đấy. Ai cũng đều phải làm trong khu vực trên đấy nhá các bạn nhá. Thế thì Cường đến đây rồi các bạn nhé. Ở đây là chắc cũng nhỏ tuổi thôi, chúng ra đây làm để cùng cả một cái bản mà làm phải cố gắng cùng làm. Cùng làm mới cùng có cái con đường mới. Lúc đấy đủ uống nước chưa? Chỗ được rồi gì?
một ổ luôn. Một lần được 2 bao ấy. Đi ít ít thôi, đi nhiều hầm xe. Mỗi lần là ví dụ hôm nay là mỗi nhà là phải được bao nhiêu người đi à, hay là cả làng có bao nhiêu người đi, mấy bao nhiêu người? Nhà nào cũng phải đi 2 người cho đều. Đây xong thì mới biết được có bao nhiêu người làm. Làm xong tính bao nhiêu công biết đúng không? Chấm công là không hỏng rồi. Quên mượn một tí nhá. Ngoài rất là nắng nóng nên các bạn không thể nói là không nóng được, rất là nóng luôn các bạn ạ. Đây thì mình vừa từ dưới lên này các bạn này. Bây giờ mình sẽ lên trên này quay một chút đã, rồi mình sẽ khép lại video này. Đường xe đi rất là khó. Khi nào mà xong cái đoạn này thì đi lại sẽ dễ hơn rất là nhiều. Cái đoạn này tao đang mạch bảo là mở rộng vào trong một chút thì mai kia sẽ làm lan can trong này, làm lan can ở khu vực ngoài này các bác nhá. Đoạn này nữa cũng cho vào sâu một chút. Nó lên sớm thì mình cũng 7 giờ mới dậy đúng không? Nó đi nó bốc đi nữa thì cũng phải 8 giờ mới xong.
7 giờ đổ xe tắt là nhanh rồi. Nhưng mà làm gì làm bây giờ là tắc phong con người mình Việt Nam mình cũng chậm lắm. Cứ 7 rưỡi làm bữa sáng xong 8 giờ bắt đầu mới làm việc. Ta sung như say. Đâu? Về rồi. Đi chưa? Đi về rồi. Lên trên đây tí không? Lên trên đây tí đi. Anh cứ đi theo cái đường này lên trên đấy có hai ba nhà ở trên này, cái nhà này đường vách đồ để ăn được. À. Mệt thế đấy, ông vừa gọi rồi. Anh lên trên đấy nhá. Có gì tối anh em gặp nhau. Mày đi một lúc làm một đoạn to. Nốt ngày mai nếu mà nắng to thì mới đi được. Còn hiện tại là chưa thể đi được trên cái đường bê tông mà. Người đi còn chưa được ấy. Chứ chưa đi. Chưa nói đến xe máy. Video Cường xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.